22 triệu là lớn lắm á Linh. Ừ, năm 20 tuổi á, chú làm đầu tiên là được 1 triệu mà chú mừng lớn mắt luôn á con. Trẻ quá, giỏi quá, phải lấy chồng gì sớm con. Tại vì con thấy sự nghiệp con ổn định, với lại là con chỉ có một mình con với mẹ con, nên là con muốn kiếm một người để chia sẻ mỗi khi mà con gặp khó khăn, hay là con có niềm vui hay là nỗi buồn gì đó. Chia sẻ với người đó ha. Dạ. Anh nói vậy cũng không được nữa, tại vì á em cần một người hỗ trợ cho em, tại vì á sau này anh là người yêu em hay là chồng em gì đó, cái vấn đề nào em cũng sẽ hỏi qua. Đúng, anh sẽ góp ý, anh đứng phương diện anh góp ý, anh không thay đổi cái hướng của em, anh chỉ góp ý và anh đưa cho em hai cái hợp lý và cái không hợp lý và em sẽ chọn, em sẽ là người quyết chọn quyết định. Hôm nay trước khi mình mời cặp đôi ra, mình thông báo tin vui cho mọi người đi. Là vẫn nhớ cái cặp đôi mà một bạn nam ở Hòa Bình, bạn gái ở Nam Định đó. Là họ đã đăng ký kết hôn rồi. Vậy cái thì anh giờ chàng chút... mà không biết quý vị có nhớ là anh chàng đó rất là thích chó, còn cô gái là không thích chó. Đấy, nó trái ngược như thế. Nhưng cuối cùng hai bạn bấm nút rồi bây giờ đã cưới nhau đó. Thôi thì giờ mình cũng thay mặt chương trình cũng như là thay mặt quý vị khán giả xin chúc cho các bạn một cặp đôi rất là hạnh phúc. Các bạn sẽ đi với nhau đến suốt cuộc đời này đó. Và bây giờ thì chúng ta hãy gặp gỡ ngay bây giờ cặp đôi đầu tiên. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Đây, mời đi em trai. Rồi. Dạ. Trong không khí phấn khởi này, nhà gái giới thiệu về mình chút đi nào. Dạ là con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào con. Em chào anh trai bên ấy. Chào và em ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Mỹ Trinh. Em sinh năm 98. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại Long Xuyên. Còn quê em thì ở Châu Đốc. Hiện tại là em đang làm giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em. Trời ơi, giỏi vậy trời. Wow. Và 8 mà làm giám đốc luôn hả con hả? Và trời ơi, hiện tại luôn. Là con đang làm cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài. Wow, và hiện tại là con đang có một tiệm nón mi. Trời ơi, sao mà coi như tuổi trẻ mà tài cao vậy, con làm gì mà 2-3 job dữ vậy trời. Chú giờ là chú là phó giám đốc, còn giám đốc còn giỏi lắm rồi đó. Bên nhà trai nghe mất hồn chưa? Rồi tiền để đâu cho hết á chàng. Tại vì con còn phải gánh vác cả gia đình. Vậy đó hả? Dạ. Mà giỏi quá năm... con. Rồi mời bạn trai. Vâng, thì lời đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Và chào tất cả các vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Mình tên là Phan Nhân Diệu, mình sinh năm 1988. Mình đến từ quê hương Đồng Khởi. Và hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công việc của mình là kinh doanh bên đèn led, đèn trang trí và đèn chiếu sáng. Cưng kinh doanh cái đó là một cái tiệm của gia đình mình làm chủ hay là mình đi làm cho người ta? Dạ, tự em kinh doanh luôn rồi chị. Tự kinh doanh có nghĩa là cũng là ông chủ nhỏ rồi đúng không? Dạ. Ghê quá, hai bạn này là trai cả tài cả sắc, gái cả sắc cả tài. Ghê thiệt, cái cặp này ghê thiệt chứ. Bây giờ nè, cô giám đốc nhỏ, cô nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của cô đi. Điểm mạnh của con là con biết tự lập từ nhỏ. Bắt đầu từ lớp 2 là con đã ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn á. Thành ra là từ lớp 2 con đã biết tự đi bán vé số rồi. Xong rồi con mới bỏ ống heo để mà kiếm tiền á, để tự lo bản thân ăn học. Rồi điểm mạnh của con nữa là biết quan tâm, chia sẻ cho người khác. Và sau này á, là con tự tin con có thể hỗ trợ cho chồng mình về cái mặt kinh doanh. Trời ơi, giỏi quá trời đất rồi. Nhưng mà còn điểm chưa mạnh của con là gì? Dạ, điểm yếu của con á là con thẳng tính, với lại á là con không có biết nội trợ. Về nấu ăn thì con tệ lắm. Cần gì con thể... ơi, giám đốc rồi nấu gì nữa. Chứ bây giờ công trời việc ơi, mà công việc nhiều như vậy. Đúng rồi, công việc nhiều như vậy làm sao thời gian đâu mà lo cái chuyện nấu nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cái số tiền đầu tiên mà con kiếm được khi mà con đã bắt đầu có sự nghiệp là bao nhiêu tiền? Dạ là con nhớ là con thi đậu đại học á. Thì con có đi học nhưng mà tại vì cái ngành đó là con không có thích. Thành ra là con muốn tự lập, nhưng lúc đó là con nghỉ nửa chừng nhưng mà con không có cho mẹ con biết. Con tự nghỉ xong rồi con kiếm một khoản tiền lớn, con nhớ lúc đó là 22 triệu trời đem về trời cho trời mẹ con. Trời ơi, thực ra với cái tuổi đó thời con điểm giỏi đó quá mà con. 22 triệu là lớn lắm á Linh. Ừ, năm 20 tuổi á, chú làm đầu tiên là được 1 triệu mà chú mừng lớn mắt luôn á con. Con quá giỏi rồi. Ừ. Còn chàng trai sao? Ưu điểm gì? Khoe cho đàn gái biết cái coi.
Ưu điểm của em thì cũng là tự lập từ nhỏ. Thì nói chung thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn, cho nên là cũng là tự đi học rồi tự kiếm tiền buôn chải cho tiền học của mình. Rồi còn gì nữa không? Tự lập rồi biết nấu ăn, biết làm việc này kia. Nói chung mình lo sống, cuộc sống mình làm tốt, có thể chăm sóc được bản thân mình được tốt. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì thỉnh thoảng hay nói ngược ý người khác. Nói ngược ý? Nhưng quan trọng cái ngược ý đó đúng hay không á? Có nghĩa là kiểu giống như cà khịa vui vui vậy đấy. Cà khịa hả? Trời ơi, là... đi bên kia luôn. Bà mối ba hay cà khịa anh lắm. Dạ, chào cưng, cái lỗ mũi này giàu lắm nè. Tiền không có ra được một miếng nào luôn á chàng ơi. Em, dạ, mấy mối tình rồi? Thì đường trình duyên của em thì nếu nói cái đường sự nghiệp nó trầm trồ, nó trầm gập gờn, nó rập rờn quá, nó đèo dốc bao nhiêu thì cái đường tình duyên thì nó lại rộng mở, hên thang bấy nhiêu. Rồi cho đến một ngày đó là năm đó mình 24 tuổi, tình cờ mình gặp một người bạn đồng hành với mình. Qua quá trình tìm hiểu, quen biết thì mình quen nhau, đồng hành với nhau được khoảng 2 năm. Gặp một ngã rẽ thì người ta rẽ đó, mình đi lối khác. Là mấy năm rồi? 5 năm. 5 năm một mình anh thênh thang một con đường. Dạ. Yeah. À, và điểm cuối cùng sẽ dừng lại ở tại bạn muốn hẹn hò. Nhà cũng gái thì... tôi hơi bị ghê đó nha. Nhà gái tôi hơi bị được đó nghe, tôi nói thiệt luôn á. Còn em thì sao? Nói cho anh Linh nghe đi. Dạ. Nghe nói tài sắc diện toàn trong phóng qua liền á, ghê thiệt. Con gái. Dạ con chào con chú. 98 con hả? Dạ. Trời ơi trẻ trung mà. Nè. Trẻ quá, giỏi quá, phải lấy chồng gì sớm con? Tại vì con thấy sự nghiệp con ổn định, với lại là con chỉ có một mình con với mẹ con, nên là con muốn kiếm một người để phụ tiếp á. Với lại là kiếm một người để quan tâm, chia sẻ mỗi khi mà con gặp khó khăn, hay là con có niềm vui hay là nỗi buồn gì đó. Chia sẻ với người đó ha. Dạ. Trời, được á. Dạ. Con muốn một người như thế nào? Dạ là con muốn một người á, là về ngoại hình là phải cao từ 1m7 trở lên. Với lại hỏi luôn là đi, con hỏi luôn đi, có được rồi để quyết định chút. Mét mấy, mét mấy? Mét 67 thôi, thiếu bà gì không? Thiếu 3 phân được không? Mét 67 dài lên nè, mét 67 là đây nè, 1m67 đó. Rồi sao nữa con? À, với lại là con thích mập mập một chút xíu, có bụng bự á, nhưng mà đừng to quá là được. Con thích gu sáu múi. Thích bụng bự hả? Dạ. Vì ăn nhiều thở ra. Ăn nhiều vô theo anh nha. Theo anh sẽ nó tròn tròn, nó có bụng bự xíu. Chết rồi, tả một hồi giống chú Quyền Linh đi chang à. Tả hồi giống chú đó con. Với lại là con thích một cái nụ cười là tỏa sáng, có duyên chút, với lại là sống mũi cao á. Nụ cười tỏa sáng là sao, cười có sáng không? Đó. Cái này phải lấy đèn. Cười lấy đèn chiếu thêm nữa là tỏa sáng rồi. Đèn đánh vô thôi. Ừ. Có nhiều đèn trong ta nhà đánh vô nụ cười hết. Về cái tính cách của anh ấy á, là anh ấy phải là đam mê kinh doanh. Con muốn có một người là biết quan tâm, có một ý chí cầu tiến một chút xíu. Sau này có thể là anh ấy tệ hơn con một chút xíu, nhưng mà anh ấy phải cố gắng hơn con, hoặc là bằng con, hoặc có thể là làm hậu phương để hỗ trợ con cũng được. Chứ mà đừng có cái kiểu là tự ti, thiếu tự tin, rồi anh không thể mà lo lắng cho em được. Thay vì câu nói đó, em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả. Trời ơi. Rồi, bây giờ nói nghe coi, có mấy mối tình rồi, những mối tình kia chắc nếu có thì chắc có lẽ là đã có những trường hợp như vậy. Thật ra là bé này là bé không muốn. Dạ, đâu, con nói về mối tình của con coi. Dạ là con có 3 mối tình. Trời, cũng dữ ta. Lý do chia tay? Lý do chia tay là mối tình đầu tiên là do quan niệm tôn giáo. Cái thứ hai là do anh ấy có người thứ ba. Rồi, cái thứ ba? Cái thứ ba là do quan điểm công việc không có cùng chung với nhau. Nói chung là cô này cũng khó lắm á, không có đơn giản đâu nha. Bây giờ thì mình hỏi người thân coi sao. Con đi với ai? Dạ, hôm nay là con đi với mẹ con à. Với lại là các chị đồng nghiệp của con. À, mẹ thấy con để tương lai này sao? Có hợp với con mình hay không? Cũng không biết nói sao hơn nữa. Ăn thua con nó chọn lựa, chứ mình thì sao cũng được hết. Mình lớn mình kinh nghiệm coi thấy có hợp với con mình không? Con mình khó không? Con thì nó nói như vậy thôi, nhưng mà nó giỏi thì từ nhỏ rồi. Nhưng mà cái tính nó thì cũng hơi thẳng. Nhưng mà Nguyễn mà quen nhau đến với nhau được thì con phải hỗ trợ nó mới được. Còn Nguyễn mà không thì chắc có thể cô cũng không biết nói sao hơn. Dạ. Rồi hỏi bạn đồng nghiệp đi.
Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả các anh chị. Thực ra thì Trinh, cái tính của Trinh là mạnh mẽ từ nhỏ giờ, cho nên khi mà nói chuyện với mọi người thì mọi người nghĩ rằng là Trinh hay bị cứng nhắc, nhưng mà thực sự con rất là thương Trinh, bởi vì Trinh nó rất là cố gắng trong mọi công việc. Và bây giờ con cũng hy vọng là Trinh sẽ tìm được một người mà có thể đồng hành cùng với Trinh. Ngày hôm nay thì nói chung là con nghĩ là bạn trai bên này phù hợp với Trinh, và con cũng hy vọng là cả hai em sẽ cho nhau một cái cơ hội nào đó, bởi vì là thực ra để có được một cái ngày hôm nay cũng là một cái duyên rồi. Xin lỗi con, là con đồng nghiệp với Trinh, là đồng nghiệp trong cái ngành mỹ phẩm luôn hả hay sao? Dạ, con là cổ đông một công ty cùng với Trinh. Cổ đông đẹp không ha? Mình xin vô cổ đông được không vậy? Bây giờ em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân và anh họ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Vân, mà anh chị em trong trường quay. Chào bạn gái, em gái. Nói chung là Diệu thì sống thì tự lập, lớn lên đi học thì cũng lên Sài Gòn để sống để tốt. Công việc thì nói chung là vì cố gắng làm. Qua chương trình hẹn hò đến đây á, thì hai em cũng có cái duyên nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu bây giờ là phần của Diệu đó. Diệu với Trinh nha. Hai cái tên này ghép vô cũng đẹp lắm á, Diệu Trinh. Ôi. Dạ, em chào anh. Dạ, em có món quà tặng anh là một cuốn sách. Nói chung là về kinh doanh thôi. Em cũng nói chung là chưa có kịp đọc nữa, nên là em tặng cho anh luôn. Nếu sau này mà có duyên nữa thì anh sẽ đọc cho em nghe. Anh thì cảm ơn em món quà này. Dạ. Anh thì anh cũng có món quà anh tặng em. Thứ nhất đó là đặc sản quê anh, là kẹo dừa. Dạ. Thứ hai đó là cái đèn ngủ, cửa hàng anh bán. Dạ. Thì cái đèn này thì nó cảm biến ánh sáng, là ban đêm tự động nó sáng, ban ngày nó tự tắt. Thì anh muốn là mỗi tối trước khi em đi ngủ em nhìn thấy nó, và khi em thức dậy em sẽ nhìn thấy nó đầu tiên. Em cảm ơn anh ạ. Bắt đầu mình ngồi mình trò chuyện đi em. Cảm nhận về nhau đó thế nào? Anh nghĩ em như thế nào? Em xinh, nhìn em trưởng thành hơn tuổi nhiều. Anh có hút thuốc không anh? Không. Nhậu nhẹt? Nhậu thì lâu gặp khách hàng hay đối tác thì anh uống vài lon thì được. Dạ. Với lại là em không có thích con người gia trưởng. Với lại là không có thích cái tánh đàn bà nữa. Thì có thể là khó một chút xíu, em cũng đồng ý nữa. Tại vì sau này em cũng cần một người kỹ tính với lại cẩn thận trong công việc của em. Ví dụ sau này mà em với anh có một cái vấn đề gì đó thì anh không thích, anh không muốn cho em làm, thì anh phải giải thích, phân tích cho em hiểu. Nói chuyện nhẹ nhàng chứ đừng có chửi em nha. Tại vì cái tính em rất là bướng. Anh cũng như thế, ai nói mà anh việc anh đã làm rồi mà họ càng nói là anh cố anh làm cho họ càng ghét anh vậy đó. Dạ. Anh là vậy. Theo cái tư duy đó là bình đẳng, luôn tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. Có sự rõ ràng đó, anh ít can thiệp. Và khi can thiệp thì anh chỉ đứng ngoài lề góp ý thôi. Anh không bao giờ trực tiếp vào công việc của... Anh nói vậy cũng không được nữa. Tại vì á, em cần một người hỗ trợ cho em. Tại vì á, sau này anh là người yêu em hay là chồng em gì đó, cái vấn đề nào em cũng sẽ hỏi qua. Đúng, anh sẽ góp ý. Anh đứng phương diện anh góp ý, anh không thay đổi cái hướng của em. Anh chỉ góp ý và anh đưa cho em hai cái hợp lý và cái không hợp lý, và em sẽ chọn, em sẽ là người quyết chọn quyết định. Dạ. Anh không can thiệp vấn đề đó. Anh có muốn hỏi em gì không? Em ngoài thích kinh doanh ra thế thì thời gian rảnh của em á, là lúc đó là em có tiền, em có thời gian, em sẽ làm gì? Sau này á, em muốn một cái vấn đề nữa là hai vợ chồng cùng cày, xong rồi cùng đi du lịch. Tại vì em vừa thích làm vừa thích chơi, chứ không phải là cắm đầu vào công việc hoài. Tại vì khi mà mình kiếm tiền thì mình phải xả stress mới được, chứ nếu mà mình cứ cắm đầu vô làm việc hoài là mình stress dữ lắm. Chung là mình phải biết hưởng thụ đồng tiền mình kiếm ra. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa có thể hát bài nào đó để tặng nhau. Hai đứa đứng lên nào. Hai đứng lên. Bây giờ giao lưu văn nghệ xíu đi. Em sẽ hát một bài, nhưng mà tệ quá đừng chê nha. Không sao đâu. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ấm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời yêu. Là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Em hết hồn rồi. Đây, vui mà hay, sao đâu ngọt ngào. Rồi bây giờ nè, bạn trai, em cảm nhận gì bạn gái và nói một câu gì đó chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chung thì mình đã đến với nhau tới đây rồi, mình cũng làm việc gì đó thì nó cũng đã có công sức rồi, thì mình
cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau, để những công sức đó không bị bỏ phí. Rồi, chúng ta về chỗ đi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự rung động chưa. Nếu rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Nếu không rung động, không bấm. Dành cái nút đó cho nhiều người nữa. Đừng cướp đi cơ hội của một người nào đó. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 và 3. Hết thời gian. Bấm. Nào, nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Xin phép mẹ cho hôn nụ hôn đầu tiên. Con xin phép cô cho con hôn bạn nữ cái. Chúc mừng các bạn. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Rồi, dạ, cảm ơn các bạn. Dạ em cũng xin giới thiệu em là một phục thủ chân chính. Phục thủ chân chính hả? Nhất định không bao giờ xả gác tại nơi mình dừng chân. Tối Như em có thích đi phượt không? Dạ em cũng thích đi phượt chị. Đó dạ. Là đó một dạ. Cái hộp rồi đó nghe. Tối Như coi mắt đàn gái Tối Như coi. Như chưa anh? Lạ chút. Dễ thương quá nha. Ừ, ông cũng ngưng là cái gì vậy? Dạ em tặng bộ da cạo râu ạ. Ủa nhưng mà Lẫn có râu không? Wow, anh Lũ có râu không? Dạ Lũ ít râu. Dạ cái này anh có thể dùng nhiều công dụng khác nhau. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi em. Nào, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Thị Tố Như, năm nay em 26 tuổi. Em thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh mỹ phẩm, tự do. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào khán phòng và chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào nhà nữ. Em tên là Quách Minh Lĩnh, mọi người hay gọi em là A Lũ. Em năm nay 27 tuổi. Quê quán gốc em là ở Cà Mau. Em sinh sống và làm việc ở Tân Bình được 10 năm. Em làm cái gì? Dạ em làm quản gia của một tiệm độ và sửa chữa xe máy. Đàn gái cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ em thì điểm mạnh của em chắc là hiền, ít nói. Em thì em thích sự thẳng thắn và rõ ràng. Dạ sạch sẽ và em thì cũng thích sự độc lập. Dạ. Còn cái nhược điểm của em? Nhược điểm của em thì chắc là em không khéo tay lắm. Cũng không biết nấu ăn, dù rất là cố gắng nấu ăn nhiều lần nhưng mà nó không ngon. Ừ, không ngon. Bạn Lĩnh ơi, bạn Lĩnh. Dạ, em nghe chị. Ừ, bạn Lĩnh thấy sao? Tố Như bên đây có tâm sự vậy đó. Dạ, em thấy thì những cái mà bạn gọi là khuyết điểm của bạn thì em có thể là tạo nên cái ưu điểm để lấp cái khuyết điểm đó của bạn được. Trời, hay chưa? Quá bản lĩnh luôn. Còn bạn? Dạ, ưu điểm của em là em rất là kỹ tính. Dạ, em hòa đồng với mọi người, có thể kết nối mọi người từ các vùng miền khác nhau. Bắc Trung Nam gì em đi đến nơi và em có thể qua nhập. Dạ em cũng xin giới thiệu em là một phượt thủ chân chính. Phượt thủ chân chính hả? Dạ. Em thích đi phượt không? Còn những người phượt thủ không chân chính là sao? Dạ em có thể nói là tự tin là mình đi đến đó là mình không làm ảnh hưởng dân cư ở khu vực đó và mình giữ vệ sinh chung, nhất định không bao giờ xả rác tại nơi mình dừng chân. Tối Như em có thích đi phượt không? Dạ em cũng thích đi phượt chị. Đó là đó một cái hộp rồi đó nghe. Em có xả rác hay là giữ gìn môi trường khi mà mình đi phượt không? Dạ không, em không thích xả rác, em thích bảo vệ môi trường. Thấy chưa, hai cái hộp rồi đó. Em có mấy mối tình rồi Lĩnh? Dạ em có được 3 mối tình. 2 mối tình lúc hồi cỡ tầm 18-19 tuổi. Còn một mối tình gần đây nữa là lại chia tay. Mấy năm? Dạ mối tình quen được 6 tháng. Nhưng mà cái lý do gì để em chia tay 3 mối tình vậy? Dạ 2 mối tình đầu thì lúc thời mình còn mới học đại học thì vì điều kiện vật chất. Ừ, còn cái mối tình cuối cùng? Còn mối tình sau này đó là do vì cái gia đình cấm cản thì cái ngoại hình em tôi nói không được đẹp mấy. Ồ vậy đó. Em thấy đâu có gì đâu không đẹp. Dạ người ta nói chê là da đen.
Ồ, vậy hả? Vậy là em bộc lộ rồi đó, ở bển là da đen. Còn Tố Như có thích da đen hay không nhỉ? Dạ em thì da màu nào cũng được. Ờ, da màu nào cũng được đúng không? Tình trường của em sao? Dạ em thì chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, ông thấy chưa? Ông A Lũ bên đây người ta chưa có mối tình nào kìa. Tại sao vậy Như? Dạ chắc một phần mình cũng khó tính á. Dạ với lại là em tập trung công việc nhiều quá, mình chưa có thời gian mình đi tìm hiểu các bạn nam nhiều. Tức có nghĩa là có người tìm hiểu em mà em không thích, hay là vì hay là chưa có một cái sự gì mà? Dạ trước đây thì cũng có người tỏ tình rồi. Dạ nhưng mà kiểu em không thích những bạn nam họ tỏ tình nó hơi sổ sàng và hơi vòng vo. Em thích sự thẳng thắn rõ ràng. Nếu mà mình thích hoặc là mình muốn tìm hiểu thì mình nói thẳng luôn. Rồi bây giờ mình cho biết được cái mẫu hình lý tưởng của mình đang hướng tới là gì hả Lĩnh? Dạ em thì tuy em không cao mấy nhưng em thích cái mẫu hình nữ là cao từ trên 1m6. Trên 1m6. Dạ, da trắng hoặc ngâm được, tóc tóc tầm ngang vai trở xuống. Tóc ngang vai hả? Dạ. Tóc ngang vai hả? Hoặc nói dài hơn xíu chứ không quá ngắn ạ. Dạ, chào em. Nói nghe nè cưng. Bây giờ chị đố em nha, em tưởng tượng xem cái cô Tố Như bên đây á, cổ đúng như là cái mẫu hình lý tưởng của em không? Dạ, tên Tố Như thì rất là dễ thương. Em thấy tên hay. Em phải tưởng tượng những cái gì nãy giờ bạn chia sẻ đó. Dạ, cái hình dung đó thì em cứ xin phép giữ trong đầu em để tí mà khi mà được nhìn mặt nhau để em không bỡ ngỡ quá về cái hình dung à. Vậy hả? Để coi đi, để xong hỏi Tố Như. Coi mắt đàn gái Tố Như coi. Được chưa anh? Lạ chút. Độc trời ơi, độc lạ đó. Độc lạ đó. Trời, tóc dài quá ta. Bây giờ Như đi. Dạ. Như tưởng tượng cái bạn bên kia có giống như cái hình mẫu của Như không? Như thích mẫu đàn ông như thế nào? Dạ, em thích mẫu đàn ông dịu dàng, tinh tế, ga lăng. Ủa, em thích đàn ông dịu dàng hả? Dạ, tại vì em nghĩ em cũng khá là cá tính mạnh mẽ. Nhưng mà đàn ông dịu dàng là mệt lắm à. Dạ, sẽ có người đàn ông dịu dàng. Nhưng mà em thích kiểu đó đúng không? Dạ. Bây giờ mình hỏi ký người thân cái đi Vân. Đúng rồi. Lĩnh, gia đình của Lĩnh, Lĩnh đi dai Lĩnh. Dạ, xin chia sẻ với anh và chị với bên gia đình bên bạn nữ là gia đình em là khi nghe tin em bắt đầu được lên sóng thì rất là mừng, chuẩn bị đi, nhưng cuối cùng mẹ em bị bệnh nặng nên cha rồi với anh chị em ở nhà tập trung lo cho mẹ. Ồ vậy hả? Em mới di chuyển từ Cà Mau lên đến. Ồ vậy hả cưng? Dạ. Thôi gửi lời thăm mẹ, mong đúng mẹ rồi. Mau mong hết mẹ bệnh ha. Mau sức khỏe. Rồi yên tâm đi, có khán giả bên cạnh em. Bây giờ đàn gái. Em đi dạ, với hôm nay thì em đi với mẹ và với một người bạn của em. Ồ, đâu. À, chào mẹ. Chào cô. Dạ, xin chào hai MC dễ thương Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Chào cô. Dạ, em là mẹ của Tố Như. Nói chung Tố Như là con út trong nhà, có cá tính. Cá tính nhưng mà cá tính dễ thương, nói chung là không có mất lòng ai, bạn bè cũng như người thân. Dạ. Riêng mẹ thì mẹ thấy em trai bên này cũng được, có một số các tính cách cũng hợp với con. Thì mong sao là hai con sẽ tạo điều kiện cho nhau để có cơ hội đến với nhau để tiến xa hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn các anh chị và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn cô. Mẹ rất là khúc chiết luôn á. Mẹ nói chuyện rất là khúc chiết luôn. Con cũng cảm ơn cô. Bây giờ mình mở rào. Xin chào. Bắt đầu không? Ngỡ ngàng không? Ngỡ ngàng không? Dạ em thì hôm nay có một món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Dạ cảm ơn. Để đáp lại cái món quà của em là anh có tặng một vỉ sô-cô-la. Em cảm ơn anh nhiều. Tuy nó đen nhưng là nó sẽ ngọt ngào giống nhanh. Dạ em cảm ơn. Như tặng quà cho Lĩnh cái gì đó. Lĩnh coi coi. Dễ thương quá nha. Ừ, ông cũng ngưng là. Cái gì vậy? Dạ em tặng bộ da cạo râu ạ. Ủa nhưng mà Lĩnh có râu wow. Không? Wow, anh Lũ có râu không? Dạ Lũ ít râu. Dạ cái này anh có thể dùng nhiều công dụng khác nhau. Ồ, vậy là hình như là Tố Như em tặng lộn rồi hay sao á, em với tặng Quyền Linh. Dạ tại vì thực ra là em thích bạn trai là có râu quai nón. Đó trời, dạ, Quyền là... Linh, trời ơi chết rồi. Em thì cũng có được chút chút ạ. Chút chút hả? Với lại em xin chia sẻ là em rất thích để tóc dài. Cái cá tính của em là rất thích để tóc dài, mong là nếu có được đến với nhau thì mong bác mẹ
Bên nhà gái chấp nhận ạ. Tức là đừng bắt em cắt tóc ngắn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nhà gái người ta thích để tóc ngắn, làm ơn đừng bắt người ta để tóc dài được chưa? Dạ, em cũng thoải mái trong chuyện đó. Dạ, tại thực ra thì em cũng khá là thích con trai lãng tử một chút, cho nên tóc dài thì cũng không sao. Rồi, rồi ngồi đây đi, ngồi đây đi cưng. Rồi, quan điểm tình yêu của các bạn như thế nào? Trao đổi với nhau đi. Em xin chia sẻ trước là quan điểm tình yêu của Lũ là rất là đơn giản. Chỉ cần hiểu chuyện với nhau, hiểu cách sống của nhau. Nhưng cái thời gian làm của em thì thời gian ban ngày chiếm rất là nhiều. Nhưng một tuần có thể em tranh thủ đi chơi được một ngày ở đầu tuần hoặc giữa tuần. Cuối tuần không bao giờ em đi được. Tại sao vậy? Cái công việc là cuối tuần lại không đi được? Dạ, công việc cuối tuần của em là ngành dịch vụ thì rất là đông khách vào dịp cuối tuần. Dạ, tại vì em cũng tự kinh doanh cho nên là nó cũng khá là bận. Nếu mà em có thể theo lịch của anh cũng được. Tại vì thực ra một tuần em cũng thể dành ra khoảng được chừng nửa buổi hoặc một ngày. Dạ. Còn về của em thì em nghĩ là khi mà mình tiến tới tình yêu thì mình sẽ là những cái sự bù trừ cho nhau, và mình cùng nhau có những cái điểm chung và những cái điểm riêng. Mình sẽ dựa trên những cái điểm riêng đó để mình bồi đắp mối quan hệ, và em nghĩ là sẽ tìm được tiếng nói đồng điệu lâu dài. Khi mà nói được câu quy luật bù trừ là A Lũ rất là vui mà. Anh cảm thấy mình có nét tương đồng nữa. Dạ. A Lũ mong sẽ có được cái cơ hội để tìm hiểu tốt như nhiều thêm. Mắc mớ cái tay để gì hoài vậy? Tay để người ta dịu dàng mà vấn chứ chịu. Các bạn có thể chia sẻ nhau về tương lai, thì sau này khoảng bao lâu mình có thể kết hôn được, và khi kết hôn thì có quan điểm về con trai con sinh con gái mấy đứa thế nào, trao đổi với nhau đi. Em thì nếu mà được thì chắc khoảng 2 năm nữa thì có thể em sẽ kết hôn, và gia đình thì có một nam, một bé trai, một bé gái là đẹp. Em dễ lắm, cứ chiều theo ý bạn nữ, cũng đang mong muốn có một người con dâu cho mẹ. Còn nếu anh có thể nấu ăn không anh? Về nấu ăn thì hơi bị khéo. Ở nhà tới 18 anh chị em thợ thầy làm xe ha. Anh là nấu ăn cho 18 anh chị em đó. Trời ơi, quá dữ luôn. Và quản lý cả giấc ngủ, giờ thức. Quản gia là chỗ đó. Tới giờ ngủ là kêu tất cả tắt đèn đi ngủ, tắt điện thoại đi ngủ. Ở đây em có thể nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng là khi mà bước chân vào công việc em rất là gần. Nói chuyện với bà chứ không phải nói chuyện với tôi mà xưng em hoài. Mình 27 tuổi, người ta mới 25 hà. Anh mạnh dạn lên. Anh nói em nghe nè. Anh nói em nghe nè. Vô công việc không có giỡn mặt với anh được nha. À, thưa chị là... Tại vì em nghe quy luật bù trừ thì bạn bạn Tố Như mạnh mẽ thì em... Em xin làm dấu trừ ở đó. Cho bạn Tố Như được làm cái dấu cộng. Trời ơi. Hay quá vậy ta. Trời ơi, thiệt á. Trời ông ơi. Nhận á, ông khéo miệng với sợ luôn á. Rồi, Linh hát bài nào tặng cho Như đi. Em thấy Như thì có đôi mắt đẹp, em không hát không hay, nhưng em thấy đôi mắt Như như là một cung chứa góc cả bầu trời nổi tiếp với hàng mi, rất là dễ thương. Bình thơ về đôi mắt của Tố Như. Dạ. Như sao Như? Dạ em hát cũng tạm tạm, nhưng mà cho nên là em cũng hát một bài. Ừ. Dạ em sẽ hát bài Thương của Lê Cát Trọng Lý. Wow, đó. Chắc là mê Lê Cát Trọng Lý nè. Không hát rất là Lê Cát Trọng Lý luôn. Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại. Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa. Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại. Để còn yêu mùa gió mới, để còn xây tình tranh vênh. Dạ. Bây giờ chúng ta nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình về người đối diện. Sau đó mình sẽ tiến hành bấm nút. A Lũ nhìn cá tính bên ngoài của Như, A Lũ rất thích. Như thì nói chuyện thì cũng nghe hay. A Lũ mong là mình có thể có cơ hội để tìm hiểu thêm. Anh có tin coi bói không anh? Anh tin. Em thì bình thường không tin lắm. Nhưng mà cách đây một tháng thì em có đi coi bói. Thầy bói nói là năm nay em sẽ có người yêu. À. Wow. Rồi, như thế là đủ. Đủ để chúng ta cảm nhận về nhau rồi ha. Các bạn để tay vào nút bấm đi các bạn. Các bạn kiểm tra lại con tim một lần nữa, xem đây có phải là nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là trao duyên đi. Bấm nút là để chúng ta tiến tới hẹn hò và những gì xa hơn nữa các bạn nha. Chuẩn bị 3 2 và quyết định 1. Hết thời gian.
nắm tay nhau đi nào. Thì cái cặp này bấm nút là tôi với ông mới bắt tay nhau một cái nè. Trời ơi. Bắt đầu từ bây giờ bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ trước mắt của mẹ bạn gái, trước mắt gia đình mình đang xem ở Cà Mau, trước mắt hàng triệu khán giả, em hứa điều gì đi ha, và xin bác cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau, con hứa điều gì đó. Dạ, con xin chào bác gái. Con tuy ngoại hình con không được đẹp lắm nhưng con biết làm ăn và con cố gắng. Nếu con xin phép bác được hẹn hò với Tố Như, con sẽ xin phép bác nhiều hơn nữa để đưa Tố Như đi qua những nơi con đã từng qua mà không có Tố Như. Trời ơi, văn phong ông mỹ miều lắm chứ bộ. Trời ơi, mẹ đang xem á, mẹ đang bệnh gì đó. Tôi hy vọng là hôm nay mẹ đã nhận được con dâu tương lai. Qua đài này con cũng mong là mẹ sẽ bình phục. Con báo với mẹ một tin là con đang bước được một chân đến cửa nhà cô con dâu tương lai. Trời ơi. Tí ghét không? Tí ghét. Bây giờ Như nói với mọi người cái đi Như. Như cảm, dạ, cảm nhận như thế nào trong giây phút này? Dạ thì trước hết thì con cũng mới nghe tin từ anh là bác gái cũng đang bị bệnh. Thì con cũng hy vọng là khi bác coi được chương trình này thì bác cũng sẽ mong chóng khỏi bệnh. Con cũng cảm ơn bác vì đã cho con và anh có cơ hội và cũng như gọi là cái duyên được gặp mặt nhau. Dạ, và cũng cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội để cho hai đứa em có biết được nhau và gặp mặt nhau hôm nay. Rồi, một nụ hôn đầu tiên trong chương trình Bụi Phấn. Cô ấy cũng chưa bao giờ hôn ai lần nào. Đó, chưa có ai đụng được má cô ấy đấy. Đó, chú chuẩn bị gỡ bụi phấn xin, đi. Xin bác. Dạ, con xin phép bác. Anh đấy, xin phép em cho anh hôn tay trước nha. Không. Thì từ từ hôn lần lần lên á, hôn lần lần. Từ tay cho tới má. Hôn má đàng hoàng. Má mới được. Ôm chặt vô hôn má, lũ. Anh cứ tự nhiên. Chặt vô, từ từ. Cái nữa. Hai cái là nhiều quá lời. Nhiều quá lời lắm. Hai cái lời rồi hả? Dễ thương. Rất là nhẹ nhàng. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Rồi, chúc tôi chúc mừng các bạn nha. Nó dễ thương quá. Cưng quá cưng, không ngờ cái bạn nam á, bạn rất là có duyên nha, bạn duyên ngầm á, lạ lùng vậy đó. Nói nghe nè Linh, vâng, nghe chương trình nói là cái cặp tiếp theo họ đang hồi hộp quá. Họ chưa có chuẩn bị tư thế để ra sân khấu. Mà Vân thì bây giờ thực sự mà nói Vân đang thèm một cái ly trà sữa quá. Linh có thể nào mà đi vô trong kia Linh kêu cho Vân một ly trà sữa được, được không? Thôi được rồi, thôi Linh đưa về nhà Vân luôn rồi Linh. Ôi mình chỉ cần Linh đi về nhà luôn á hả? Về nhà đi. Rồi mình nghỉ ngơi chút xíu, uống trà sữa, thư giãn. Chờ cặp kia họ lấy tự tin xong rồi mình quay trở lại ha. À, ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu. Bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Nào ta bấm 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 bấm. Nào ta yêu 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 yêu. Và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, chúng ta giới thiệu về bản thân mình trước đi em. Xin chào chú Cách, chú Quyền Linh và chị Cát Tường, bạn nam và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Cẩm Trinh, sinh ngày 04/03/1993. Hiện tại em đang làm nhân viên cho một phòng khám tại Đồng Nai ạ. À, mình sống và làm việc tại Đồng Nai luôn hả em? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Quê bố mẹ em thì ở Ninh Bình. À, làm ở phòng khám là em ngậm cái khâu nào? Em là bên dược sĩ ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên kia. Em là Phạm Quốc Thiện, hiện tại đang sống ở Bình Dương. Làm là kỹ sư công nghệ thông tin bên Tân Bình ạ. Em là bao nhiêu tuổi nha? Dạ, em sinh năm 91 ạ. 91, bên kia 93. Trai lớn 2 là tốt rồi ha. Rồi, em gái, những cái ưu điểm và khuyết điểm của em thế nào? Tự tin ạ, làm hết sức, chơi hết mình ạ. Ưu điểm đó là thích uống trà sữa. Cái đó ưu điểm hả? Vâng ạ. Ai phong cái đó là ưu điểm gì? Em cảm thấy giúp ích được cho rất là nhiều người. Khi mà mình uống là mình giúp đỡ cho cái người bán, tăng doanh số. Dạ. Hay, cái đó là ưu điểm. Uống trà sữa là giúp người bán tăng doanh số, đó là ưu điểm. Hay. Và một cái nữa là em có thể ăn được rất là nhiều.
Ví dụ là đi ăn hay là uống trà sữa với bạn bè thì bạn ăn ăn hết thì có thể em ăn. Ăn luôn phần bạn luôn. Đó là ưu điểm ha. Không có làm mà phí của trời. Có nhiều là ăn sạch. Dạ đúng rồi. Vậy có khuyết điểm gì không em? Dạ có. Em có thể em hơi thẳng tính. Nhiều khi em thẳng tính và một chút nóng tính nữa. Làm cho nhiều khi cái miệng đi trước cái não. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em có ưu điểm thì là suy nghĩ tiến bộ và có thể học hỏi. Cũng có suy nghĩ tích cực nữa. Rồi em cũng thích chơi thể thao nữa. Có cái tật xấu gì không? Hơi nhát gái. Nhát gái nhiều, có mấy mối tình rồi? Dạ hai mối tình ạ. Nhát gái cũng được hai mối tình ha. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ cũng hơn một năm ạ. Còn mối tình mà ít nhất chắc vài tháng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy là cũng chưa yêu sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Một thời gian thì mình không có hợp nhau. Làm sao em cua gái được? Làm sao em quen được bạn người bạn đó? Em thì nhát gái, em toàn quen qua mạng, lúc đầu quen qua mạng không ạ. À. Chứ thực tế bên ngoài thì coi như nói chuyện trên mạng một thời gian rồi mới dám gặp, chứ đầu tiên là không nhìn thấy con gái là không có dám tới cua đúng không? Dạ đúng rồi. Mà em thấy là cũng khó động động đó. Ví dụ như gặp con gái mà đẹp thì cũng chỉ nhìn đẹp thôi, nhìn một hai lần thì cũng chưa có cảm xúc gì. Hả? Không có cảm xúc với gái đẹp hả? Kỳ vậy? Dạ ý là cái rung động đó thì chị, thì mình cũng phải tiếp xúc dần dần chứ không thể mà làm phát mà tự nhiên thấy một ai đó mà em thích ngay trước giờ. Em chưa gặp tiếng sét ái tình thôi, chưa gặp thì nó rung động nhanh lắm em ha. Thử rồi. Xem một chút xíu mình có rung động bên đây hay không. Bên đây tình trường mình sao em gái? Dạ tính đến nay thì em quen được 3 mối tình ạ. Nhưng mà quen được mỗi người 100 ngày. Mỗi người 100 ngày? Rồi em quen đếm người được quen 100 ngày đúng 100 ngày chia tay hả? Dạ em giống như là có cái không biết sao á, mà em quen ai ba người đều có chưa quá 3 tháng 10 ngày là em chia tay. Cái huồng ta nói có cái huồng đó ha. 3 mối tình của em luôn á hả? Là mối tình nào cũng là 100 ngày đổ lại hết trơn hả? Vâng ạ. Dạ. Bữa nay em ráng 101 nha cưng. Rồi mẫu người lý tưởng em muốn tìm là người như thế nào? Dạ em ấn tượng với những bạn nam mà cao ấy chị. Có dạ, thể em cao 1m7. 1m7 được không em? Dạ quá được ạ. Được. Rồi gì nữa? À em cũng thích vẻ đẹp ạ. Nhưng mà đối với em á là vẻ đẹp nó phải toát ra từ cái lao động hoặc là từ trí thức. Chứ một người mà nam á ngồi ăn mặc bóng lén, ngồi hút thuốc, uống cà phê thì em đó em không ấn tượng. Còn những người con, mà con nhiều khi người ta làm mệt quá, ta ngồi hút thuốc, cà phê cũng được vậy con. Cái đó là giải lao thì con không tính ạ. Còn những lúc mà người ta đang làm trong giờ làm việc, làm rất là bận rộn mà trong một tập thể á, là em thấy ta đẹp. Dạ đúng rồi. Coi như là con thấy ai càng lao động thì càng đẹp đúng không? Cũng có thể ạ. Vậy là cũng tốt. Rồi bây giờ đã muốn lấy chồng chưa? Dạ thật ra thì bản thân em á, cái gì đến trước thì làm trước. Nếu mà em không lên chương trình thì em vẫn có thể độc thân. Nhưng mà chương trình đã gọi giống như là cái duyên mình đến rồi. Là coi như lấy. Dạ đúng rồi. Còn về bố má thì rất là hối. Hối? À nhất là bà nội. Bà nội rất là sợ cháu gái mình ế. Đến nỗi mà ghen ghét cho một anh hàng xóm. Mày lấy nó đi, mày lấy nó đi. Nó cũng được đấy, mày cũng được đấy. Nhưng mà em thì không thích ạ. À ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu. Bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Sao không kể cho bà nội nghe là con lên chương trình để nội mừng? Bà bị cao huyết áp ạ. Sợ bà vui quá bà tăng huyết áp. Trời đất, sợ bà nội vui quá tăng huyết áp. Rồi bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thấy có đồng tình với các bạn mà tròn tròn một tí. Tròn tròn mà nhỏ nhắn, hiếu thảo và cũng không trẻ con quá. Bên kia hơi trẻ con đó, uống trà sữa này kia ha. À cái đó thì không sao ạ. Không sao đúng không? Vậy người lớn uống trà sữa được đúng không? Dạ em cũng có uống. Vậy là trà sữa ai uống được hết. Nói chung hợp lý là thích thôi. Dạ đúng rồi. Để qua quan trọng là có tròn hay không thôi. Tròn là mình ok đúng không? Tròn gió. Để coi tròn không. Chứ chào chú. Chào con. Cũng hơi hổng tròn chút xíu. Nói chung là về em nuôi có tròn hay không thôi ha. Rồi cháu không thích người đàn ông như thế nào? Cháu không thích một người gia trưởng và hay càm ràm. Càm ràm gia trưởng bên đây chắc không có rồi. Dạ, đây không hiền có. Lành lắm. Vậy con có càm ràm ta không? Dạ không. Cháu chỉ nói một lần. Cái hành động nó sai là cháu nhìn một lần bỏ qua, lần thứ hai sai tiếp cho nó. Lần thứ ba mày bờ luôn. Thôi lần đầu sai thì nói luôn đi. Em thấy lần đầu sai nói luôn chứ bỏ qua làm gì? Đúng rồi, bỏ qua làm gì nói luôn đi. Cho ý thức người ta tự làm, tự sửa đổi. Có khi người ta không có nhận biết được á thì mình nói ra. Thì lần người thứ ta hai biết em thì nói sẽ anh sửa.
Lần thứ nhất là bỏ qua, lần thứ hai là nói, lần thứ ba là bơ luôn. Vậy tôi làm lần thứ ba cho bơ luôn. Nếu như mà được á thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Tóc em dài nên em sẽ cưới. Liên quan gì? À, em xem các hình cô dâu tóc ngắn thì không được xinh chị ạ. Nên để tóc dài cho nó bới lên cho nó xinh. Ví dụ bây giờ chờ tóc dài lâu quá và bạn trai đề nghị là coi như xong xuôi hết rồi, em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Mà em không đồng ý. Hồi nãy em nói cái gì tới trước thì mình làm trước. Bây giờ nó muốn tới rồi mà tóc chưa dài. À, mình có đội tóc dài không được? Trời ơi. Chừng nào đám cưới được em? Dạ, em thì lúc nào cũng được mà chắc sang năm cũng được chị. Sang năm? Dạ. À, có làm dâu không? Cái đó thì em không có quan trọng. Thế nào được ạ? À, mình lấy vợ về mình sẽ lập nghiệp ở đâu, sống ở đâu? Tính sau chị. Tính sau là tính nào tính luôn, cô nghe cô được cô mới sắp xếp chứ. À, thì khi đó tùy theo cái công việc của hai người nữa. À, có nghĩa là chỗ nào đất lành chim đậu, làm được việc được thì mình ở thôi. Dạ. Rồi. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em có đi với mẹ, với chị và các anh chị đồng nghiệp của em. Rồi, chào cô. Dạ, chào cô. Chào cô. Chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường, dạ, cùng quý vị khán giả. Hôm nay tôi cũng tới đây, trước nhất là cổ vũ cho con trai mình có thể sớm tìm được một nửa của mình. Thiện rất là nhát. Là dụ nếu gặp bạn gái thì nhiều khi là rất khó nói chuyện. Dạ. Cô thấy con dâu tương lai mình đó thấy hợp lý chưa? Dạ, nói chung như vậy là cũng được rồi. Cảm ơn cô ạ. Dạ, rồi, cảm ơn cô. À, hôm nay em gái đi với ai? À, em đi với chị gái ruột, em gái ruột và các bạn ạ. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường, chào bạn Nam, chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Trinh. Cho mình xin hỏi bạn em bên đây một câu được không ạ? Trong cái tứ độ tường á, thì bạn có dính phải cái vấn đề gì không? Em có vướng cái gì không? Có nhậu, lâu lâu khoảng chắc 2-3 tháng nhậu lần ạ. Rồi không sao. Vậy là quá ok rồi ạ. Ok. Hút thuốc có không? Dạ không. Trai gái có không? Ờ, chưa có người. Chưa có. Nhát mà không. Rượu chè, cờ bạc có không? Cờ bạc không ạ. Dạ, vậy là hoàn hảo rồi. Tại vì vẻ bên ngoài thì nhìn rất là hoàn hảo, chỉnh chu, đẹp trai. Mong rằng khi mà kết thúc chương trình thì mình sẽ mở ra một mối quan hệ tốt đẹp. Hai bạn nên bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa hàng rào cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện nha. Mở hàng rào. Anh có món quà này muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh ạ. À, cảm ơn em. Rồi, chúng ta cảm nhận gì về lần đầu tiên gặp mặt này? Anh hỏi trước đi ạ. À, anh thấy em cũng xinh. Em cũng thấy anh xinh. À. Anh mà xinh là mệt à. Anh nghĩ là khi mà sinh con đen, anh muốn mấy đứa? Vừa vừa thôi, cho tại mình cũng lượng sức. Em nghĩ là đặt tên con là một đứa là bắt đăng bơ, một đứa là coca, kỷ niệm cho cái buổi xem phim á. Hả? À, vậy cũng được. Đặt trà sữa hả? Như vậy nghĩ cái đó là biệt hiệu thôi đúng không? Dạ đúng rồi, tên ở nhà thôi. Cặp đồ mới cái là em có hay vào thành phố ha? Em ở khúc nào nhỉ? Em ở gần cuối Đồng Nai, ở chỗ Định Quán á. Anh có hay qua chỗ đó không ạ? Anh thường thì chỉ qua Biên Hòa thôi. Chỗ có mấy tảng đá rồi em. Dạ đúng rồi đi chú ạ. Ngay Đá Ba Chồng. Nhà em thì ở gần cái khúc đó. À, thế cũng gần mà. Anh ở bên chỗ Dĩ An á. Anh nghĩ là một tuần anh có thể chúng mình hẹn hò được bao nhiêu lần ạ? À, chắc khoảng 2 lần. Một lần giữa tuần, lần cuối tuần. Tuy nhiều đấy nhở. Thế cũng bình thường mà. À, trong gia đình thì ai nên là người nắm tài chính á? Anh chưa nghĩ đó nữa. Mình nên công bằng ha. À, khi mà hẹn hò thì em nhường anh. Còn khi mà về nhà rồi thì về mình chi trả nhường em. Anh thấy thì sao? Chưa lấy được. Anh có gì mà hỏi không ạ? À, có rung gì chưa? À, có rung. Em thấy cũng hơi rung rung. Mới vô cái hỏi đẻ con, đặt tên con luôn rồi. Choáng quá. À, tí nữa em có rảnh luôn không? Dạ có ạ. Em nghĩ. À, thế tí nữa mình đi xem phim luôn đi. Vậy là bấm nút rồi hả? À không. Không có vé đâu xem phim. Ồ,
có chương trình tặng mà, em thấy có mà. Đâu, cái đó bấm nút mới tặng, không bấm đâu có tặng. Hai bạn chia sẻ món quà của hai bạn tặng nhau là cái gì vậy? Tặng đó thì cái cục gấu đó thì mình có thể ôm hoặc là gối đầu cũng được. Còn sô-cô-la thì ăn cho đỡ nhạt miệng. Miệng em nhạt lắm hay em? Em cũng hơi nhạt. Sô-cô-la người ta tặng đó là ý nghĩa của tình yêu hay là cái gì đó, một sự bắt đầu của tình yêu. Ăn sô-cô-la cho đỡ nhạt miệng. Miệng tôi đâu có nhạt. Còn em tặng sách gì cho ảnh vậy em? À, cuốn sách đó tựa đề là Ngày xưa có một chuyện tình. Ý nghĩa là do cái tựa đề nó rất là ý nghĩa. Anh thì cũng thích đọc sách. Mấy chuyện mà ghiền quá là một đêm một cuốn luôn. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn bài hát nào cho bạn ấy bình tĩnh lại đi. Thấy bạn hơi run đấy. Dạ. Nào ta bấm 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 bấm. Nào ta yêu 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 yêu. Và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Vậy hả? Nào ta cũng bấm 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 bấm. Ta cũng yêu 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 yêu. Ta cũng cười 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 cười. Đơn giản vậy, bài hát em sáng tác đó hả? Nhạc bài thì... hát thật là sâu xa và ý nghĩa đó mà. Thôi bây giờ vậy, nhát gái phải không? Đứng lên, cho cơ hội nắm tay nhau một cái rồi tỏ tình cái rồi quyết định bấm nút nè. Ngồi nhìn nhau hoài mất thời gian quá. Cười không hả? Rồi nắm tay nhau. Ráng nhìn sao cho rung đi. Anh hơi run. Nói gì đó với cổ đi. Cổ thích lãng mạn lắm, cổ đọc chuyện rồi này kia không à? Anh cũng thấy bình thường. Em nói gì với cổ đi. Rồi nắm tay cổ nói cái gì đi. Thì hôm nay gặp nhau đây cũng có duyên rồi. Và anh thấy em cũng xinh. Đi bấm nút nha. Rồi. Rồi để tay đặt bấm nút bấm nha hai bạn đó. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bây giờ là thời phút rất là quan trọng. Có rung động mới bấm nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương nha. Chứ không phải bấm nút để đi chơi, coi phim rồi về chia tay nha. Dạ. Suy nghĩ kỹ nha. Bấm chưa? Dạ rồi chị. Một, hai, ba. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Chưa nói gì hết trơn bấm rồi. Phải nghe cái thể lệ người ta yêu cầu rồi mới bấm chứ. Có hối hận không? Dạ không. Giờ bấm lại nha. Bấm lại cũng thế chị. À vậy hả? À, thôi nắm tay nhau đi. Nôn nao lắm đúng không? Nói lại coi bây giờ nếu đẻ con trai đầu lòng là đặt tên gì? Anh họ Phạm. Phạm gì? Phạm cô cá, Phạm mất răng bơ. Đây là những best phim của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Rồi hôn đi rồi tặng quà. Nắm tay nhau hai bạn. Trời ơi, ông hôn mà ông dán tóc, ông chép chép trước nữa. Cái gì vậy? Mạnh mẽ lên. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Em ví dụ như có hổn với ba mẹ này kia thì nóng một cái là kiểu như quýnh ai? Trời ơi. Quýnh em. Còn không là bình thường là em chỉ la thôi. Nếu mà hói thì cỡ chú thôi đừng có hôn. Hỏi chi giờ không biết nữa. Cỡ chú rồi thôi hả? Ôi, chào em. Em chào chị Cát Tường, chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên chưa, kia. Bạn nam bên kia chưa có ra. Chú chào con, có mình chú à con. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, giới thiệu đi em gái. Dạ, em tên là Bùi Thụy Tiếp Vân. Em 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bên dịch vụ giấy tờ nhà đất, bất động sản. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, là đầu tiên thì em xin kính chào tới anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường và bạn gái bên đó, ban giám khảo. Không có ban giám khảo. Có bạn các bạn khán giả đang coi đài. Em tên là Tính, tên đầy đủ là Đinh Đức Tính. Ở nhà thì thường thường anh chị em công ty hoặc là mẹ ba thì gọi một cái tên rất là dễ thương, đó là Tính đẹp trai.
Em sinh ra ở Thái Bình, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Di An, Bình Dương. Em năm nay thì 31 tuổi. Em thì điều hành và kinh doanh du lịch. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Vân? Dạ, điểm mạnh của em là làm cái gì cũng tới nơi tới chốn, không có dở dở ương ương. Thì công việc nhà với lại nấu ăn rồi này kia thì em làm được hết. Làm được hết. Dạ. Rồi, khuyết điểm? Khuyết điểm là em hơi nóng tính với lại hơi thẳng tính. Nóng là nóng trong chừng mực thôi. Em ví dụ như có hổn với ba mẹ này kia thì nóng một cái là kiểu như quýnh. Quýnh ai? Trời ơi. Quýnh em. Còn không là bình thường là em chỉ la thôi. Khi nào mà nó hổn hay gì quá mức đó, thì mới quýnh thôi. À rồi. Nó hổn với chồng quýnh luôn à. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì nè? Ưu điểm của em thì khía cạnh gia đình thì em cũng rất là thích nấu ăn. Em rất là quả quyết trong tất cả mọi công việc. Nhưng mà cái nhược điểm của em thì trong công việc mà ai mà làm sai thì em hay khó chịu. Tức là em hay khó tính chút xíu về cái công việc. Rồi trong gia đình cũng vậy. Ai mà không gọn gàng thì em cũng rất là khó chịu. Và em thể hiện ra mặt luôn. Nhưng mà cũng khó tính ha. Hơi khó tính. Dạ. Giống em luôn hả? Giống như là nói chung ở nhà để đổ đâu thì để yên gọn đó cho em. Đựng bài bừa này kia nọ là em rất là ghét. Có hơi nghĩ mình hơi gia trưởng không? Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Hỏi bên kia bên này trả lời có luôn. Vậy là bên đấy gia trưởng. Bên này thì không ra trường. Hơi một tí thôi, như thấy đúng em khuyên thì nghe em tí. Nhưng mà nếu khi mà hai người gây lộn cãi nhau thì ai sẽ là người chịu thiệt thòi chút xíu im lặng? Chắc là có lẽ em là chịu thiệt thòi. Chắc không à nha. Dạ không sao, nhưng mà lúc đấy em về em sẽ đập đầu vào gối. Rồi, bây giờ tình trường của hai bạn thì sao? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu? Tại sao chia tay? Dạ, 4-5 năm. Em không thích kiểu như là chưa cưới về đã như xét cho em là phải làm công việc đó, việc đó. Không cho em đi làm ở ngoài này khi nọ. Bao lâu rồi? Dạ 2 năm hơn. Bây giờ mình từ 2 năm nay là không quen ai hết? Dạ cũng có quen nhưng mà tìm hiểu thôi. Bạn trai có mấy mối tình? Em thì 2 mối tình. Một mối tình thời đại học. Rồi bắt đầu em với quen một cái cô gái nữa. Nhưng mà cô ấy ở ngoài miền Bắc. Hy vọng hôm nay cái duyên này nó kết cái phần là xong nha. Rồi, bây giờ bạn gái muốn tìm mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm người cao trên 1m7. Rồi, biết có cách, biết cách ăn mặc một tí. Rồi. Không hô không hói. Còn gì nữa cho những người hô hói. Biết cách sống với gia đình với lại mọi người xung quanh. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ không thích mấy người cà rỡ. Nóng tính hay càm ràm. Em cũng nóng tính mà em không thích người ta nóng tính. Dạ phải có một người cương. Một người cương phải có một người nhu. Chứ không thể nào mà hai người cùng cương hết được. Rồi gì dạ. Nữa em không thích bê bối. Nói chung là ở dơ. Bạn trai bên kia nhắm đạt được tiêu chí bên này bao nhiêu phần trăm? Các có lẽ là đạt được 90%. Em thì chưa thấy hô mà cũng chưa thấy hói. Để tôi qua tôi hỏi cái vụ hói này coi. Chào chú Nguyên Linh. Chào con. Nếu như mà lỡ mai mọc một cái người hói, người ta thương con, người ta yêu con, người ta chăm sóc cho con, người ta lo lắng cho con hết sức mình, thì con nghĩ sao? Nếu mà hói thì cỡ chú thôi, đừng có hơn. Hỏi chi giờ không biết nữa. Cỡ chú rồi hả? Con thích hói thiệt luôn hả? Không, nhưng mà cỡ chú thì ok. Nhưng nếu hói hơn thì sao? Hói kỳ lắm. Sao kỳ? Okay. Hói mấy người hói người ta thông minh lắm á con. Cái quan điểm mày thay đổi đi. Dạ, thôi vậy hơi thì được. Hơi cũng hơi. Thôi được rồi. Nè, chú nói cho con nghe nha. Chàng trai bên đây á, nãy giờ rất là chững chạc. Đủ tiêu chuẩn của con. Không thích cái tật xấu gì của người đàn ông. Con không thích chủ phu, nóng tính. Hay bên này cũng hơi nóng tính. Nói nhiều, cà rỡn là con rỡn, thích. Có rỡn 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 không? Thì dạ chưa thấy. Không rỡn rỡn vui mà. Không thì vui kiểu như mà đừng có nhây quá. Nhây nó vui hơn mà. Giống như là đang bực mà càng nhây dễ có chuyện lắm. Là con quất liền đó đúng không? Em còn quýnh mà. Thôi được rồi, bên đây chững chạc không có nhây rỡn đâu. Bên kia mẫu người lý tưởng mình như thế nào? Muốn tìm một người vợ ra sao? Cô ấy cao 1m55 đổ lên à, da trắng. Có luôn. Biết quan tâm tới gia đình. Đặc biệt là phải biết nấu ăn. Biết nấu ăn không em? Dạ biết. Anh ơi em mới đi Nha Trang về nên bây giờ em đen lắm. Anh có chịu được không? Đừng đen như anh là được. Vậy anh đen lắm ha. Anh đen lắm. Chào em. Dạ chào chị. Có cái gì mà không thích ở người bạn gái không? Hơi khó tính.
Bên đây anh ơi, em khó tính lắm anh ơi. Cái công việc em làm là em có hay đi công tác xa rồi gì không hay là mình... Dạ em thì có những cái trường hợp mà bắt buộc thì em hay phải đi trực tiếp và cũng như là quan hệ về khách hàng. Có lúc mà thiếu hướng dẫn thì em sẽ làm gai luôn. À hay dạ. Quá đấy. Thường thường anh đi đi lâu nhất bao nhiêu ngày anh? Đó. Lâu nhất có lẽ là sẽ là 6 ngày. Em có ghen không? Dạ không ghen. Nếu mà lỡ có gì mà em biết được đó là đi luôn. Em sắp xếp lâu lâu thì dạ, em đi theo tôi chung với ảnh cũng được. Dạ, đúng không em? Được không em? Dạ được chứ. Được chứ ha? Hạnh phúc nhất là được dẫn người bạn gái của mình hoặc là người vợ của mình đi chơi cùng mình. Không nói vậy thôi. Nếu mà bạn gái thì ok. Tới chừng tới vợ rồi thôi. À. Thì hay này kia lắm anh ơi. Ví dụ như em đòi đi thì thôi, ở em ở nhà đi, em đi làm chứ không phải là anh đi chơi hay là kia nọ đâu. Thấy ảnh là cũng cao to đẹp trai đó, ngon dạ. Lành đó, công việc ổn định. Rồi bây giờ mình có đi với người thân không nè? Dạ có, em đi với mấy cô, mấy thím với lại bạn em. À rồi. Bạn Cát Tường và bạn Huyền Linh cùng các bạn xem đài. Tôi là Thế Lan, là cô ruột của bé Vân. Dạ. Em mới nhìn thì rất là có cảm tình với hai đứa. Nhưng mà thú thật vì hoàn cảnh của Vân á thì phải nói là cũng đáng thương là mẹ đang bệnh. Do đó Vân phải vừa đi làm mà em thì học lớp 12. Ba thì phụ cũng ở nhà cũng buôn bán vậy đó để lo cho mẹ. Thì không biết là về có chấp nhận thông cảm được hay không. Tướng tá thì rất là ok. Mà đi công tác thì đi du lịch thì miệng lưỡi cũng nhiều lắm. Mà không biết là cái số hậu qua thì như thế nào. Thế cô thì con cảm ơn lời chia sẻ của cô. Thì về gia đình thì làm bổn phận con cái thì lúc nào cũng phải đặt gia đình lên hàng đầu. Như mẹ con hồi xưa cũng thế thôi. Nhà có 4 anh chị em. Trước khi mẹ con mất thì tụi con cũng phải tự đi chăm mẹ thôi. Thì con có hiểu cái hoàn cảnh đó. Và mẹ bệnh bao nhiêu thì cũng phải lo cho mẹ bấy nhiêu. Lo cho gia đình rồi xong bắt đầu là đến cái việc của mình. Mẹ khỏe thì mình cũng có sau này. Con thì đi công tác cứ 1 tuần. Hoặc là nếu mà dài hơn nữa thì cũng khả năng tới 10 ngày. Cô cứ yên tâm. Dạ con đã yêu ai thì yêu hết mình. Rồi tính đi với ai tính? Lần này em đi với anh trai ruột, anh Tình và các bạn đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị giả. Rồi chào anh. Thì theo anh thấy thì cô gái bên này thì cũng được, cũng đúng yêu cầu của em. Nhưng mà tính em của anh ấy thì nó cũng hay giỡn lắm, cũng vui tính. Cảm ơn anh. Thôi bây giờ chúng ta đã nghe nói chuyện với nhau, trao đổi và nghe ý kiến của người thân rồi. Cái quan trọng là hai bạn gặp mặt cảm nhận như thế nào nha. Mở rào. Bắt đầu đi bạn. Chào ạ. Chào em. Dạ. Còn món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Rồi chúng ta trò chuyện thoải mái đi các bạn. Anh gặp em, em rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Anh làm bên ngành du lịch và cũng như là đi lại đi công tác thì 1 năm thì cũng khá là thường xuyên. Thì không biết là em thấy thế nào? Miễn sao anh có đi có về là được rồi. Cái đó thì chắc chắn rồi. Thì giống như tính chất công việc. Em cũng đi giao tiếp này kia nọ. Nói chung là cũng có uống bia đó. Anh có khe mấy chuyện đó không? Tiếp khách thì cái đó là cái việc bắt buộc rồi. Nhưng mà em đừng nhậu nhiều quá. Về nhà mà say lúc đấy là... No, em không bao giờ. Đúng vậy, em sẽ giữ bình tĩnh khi em về nhà. Nhưng mà em đi nhậu vậy anh cũng đâu có sao đúng không? Không sao. Bình thường anh uống được bao nhiêu? Anh uống giỏi lắm, được lon đến lon thứ 3 là cũng hơi say say rồi. Em cũng được cỡ đó. Về vậy nhà nói hai người nhậu chung nhau được rồi đó. Em lâm quá thì anh có cảm giác em đanh đá không? Không sao. Hiện tại giờ phút này mình cảm nghĩ như thế nào? Mình suy nghĩ gì về đối phương và trong lòng mình đang nghĩ điều gì? Nói một câu ngắn gọn thôi. Đồng ý làm bạn gái anh không? Em sẽ trả lời bằng nút bấm. Chính xác. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, là trao duyên với nhau. Chứ không phải bấm nút là đi uống cà phê với nhau. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Nào. Wow. Vụ gì đây? À. Nắm tay nhau nào. Nào, hãy có một nụ hôn để chứng minh ngày hôm nay các bạn đến với nhau bằng cả trái tim của mình. Rồi.
Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ở đây đó có một không gian rất là lãng mạn, chúng ta sẽ hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nhé. Gửi tặng các bạn. Tại vì em trai mà nếu bạn em, mấy đứa bạn em thân em nói là em không có cửa với chai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới chai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Thiệt luôn á. Mà xỉu xỉu rồi, ngồi đi để xỉu rồi cưng. Mời bạn nữ. À, giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả ạ. Em là Võ Trường Kha, năm nay 28 tuổi. Hiện tại là em làm nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình PT ạ. Và vẫn là vận viên thi đấu. À, làm ở đâu? Dạ, em làm ở bên quận 7 ạ, và quận 4. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, em ở người Sài Gòn ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào MC Quyền Linh và chào tất cả các khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, hiện tại em 24 tuổi. Em hiện tại là sale du lịch ở tại công ty Thanh niên Thời Đại và em cũng kiêm làm visa luôn. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Ninh Thuận, hiện tại em đang ở quận 3. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là em vui vẻ, hòa đồng, hơi tưng tửng. Với lại em biết lắng nghe người khác á chị. Em rất là dễ cảm thông với người khác, sống tình cảm. Còn điểm yếu của em á là hơi tưng tửng. Cũng là nó, nhưng mà cái yếu nhất của em á là hơi hay quên, bị não cá vàng. Và cái cấp độ của em á có thể là quên trong 5 giây. Có thể là nói xong em từ tay này em lọt tay khác. Và đôi khi nó còn bị lãng lãng. Bạn gái nhớ tên bạn nam không? Thì đó em nói rồi. Hỏi lại đi, từ giờ tới cuối chương trình cho hỏi 10 lần á. Anh hàng xóm ơi. Ơi em. Anh tên gì vậy? Võ Trường Kha em. Anh Kha hả? Đúng rồi em. Dạ em sẽ ghi nhớ. Rồi em hỏi ảnh đi, anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Anh ơi, hiện tại thì anh thích cái gì nhất vậy anh? Anh chỉ thích chơi thể thao thôi chứ anh cũng không biết như gì hết. Trời chị, vận động viên của người ta đó. Em đang chạy sống của anh luôn. Dạ, dạ anh đang chạy là anh còn có một mối duy nhất nè em. Không phải. Ủa, hả? Cái gì vậy? Anh đang xả người ra, anh còn có một mối duy nhất à. Ủa kỳ vậy chị. Bây giờ anh đang lên là định 90kg á. Hiện nay là em đang nhiêu ký? Dạ em đang 81kg chị. 81 mà giờ em muốn lên nhiêu? 90 chị. 90 thì em làm sao? Dạ ăn nhiều chị. Ủa lên thì chi vậy em? Dạ cho nó dưỡng cơ em á anh. Rồi xong mà tính hồi thi đấu á em sẽ xiết xuống lại 20kg. Trời ơi. Dạ. Xuống 20kg thì dạ. Bao nhiêu lâu mới xuống được 20kg? 3 tháng anh. Mai em chỉ anh nha. Bỏ đi anh Linh ơi. Ngoài cái ưu điểm đó là em còn ưu điểm nào nữa không Kha? Em không biết uống thuốc, không rượu và cũng biết nấu ăn nè. Chiều chuộng bạn gái số 1 chị. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình anh. Lâu chưa? Một mối tình đó là em quen từ lúc đi học là 7 năm. Một mối tình là quen là cũng gần 1 năm. Giờ quên hết chưa? Dạ người đó phản bội em. Phản bội là quên liền à? Mệt bỏ đi. Em bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình học sinh thì không tính đi. Rồi. Rất là dễ thương. Mối tình sâu sắc nhất của em là gần 5 năm. Em chia tay cách đây 5 rồi. 5 năm mà tại sao phải chia tay cơ? Tại vì gia đình em trải qua nhiều biến cố á. Họ thương em, họ không có phản bội em giống như anh kia. Nhưng mà họ không có chịu được cái sự khó khăn cùng nhau. Ta nói là yêu nhau thì cay đắng ngọt bùi cũng chịu, hạnh phúc phải sẻ chia. Thì họ chỉ hạnh phúc thôi, đôi khi á những cái vất vả này nọ thì họ không chịu được. Mẫu người bạn trai của em mong muốn là người như thế nào? Em thích bạn trai cao hơn em ít nhất là 1m7. Tại vì em thích mang giày cao gót như vậy nè. Cao hơn em chút xíu. Anh cao 1m7 à? À vừa đúng 1m7 luôn. Đủ chuẩn ha. Đủ chuẩn, đủ chuẩn. Vẻ ngoài nhìn hiền lành, sáng sủa, dễ nhìn một chút xíu. Còn về tính cách á thì em không thích cái điều đầu tiên anh như anh nói là em không thích thuốc. Anh là đã uống luôn rồi. Em cái mùi thuốc em rất là dị ứng luôn á. Em không chịu được và đôi khi em phải làm lố cái đó lên. Dạ bữa nay em hên rồi đó. Hên. Em kết cái nữa là anh biết nấu ăn. Em cũng biết nấu ăn, em không có nấu ăn được ngon như là nhà hàng hoặc là trình bày đẹp mắt, nhưng mà em có thể lo cho ảnh cái bữa cơm hàng ngày. Rồi. Đó là điều em rất là tự tin. Tốt. Dạ. Bên kia em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ thì em tìm mọi người bạn gái là dễ thương, hiền, rồi trung tình là được rồi chị. Có cái mẫu người lý tưởng không em? Về vóc dáng, ngoại hình. Vóc dáng thì em cũng không đòi hỏi cao, bình thường thôi chị. Chỉ quan trọng á là tạo cho nhau một niềm tin, tạo hạnh phúc cho nhau là được rồi. Kính trọng người lớn mà ở nhà thôi là được rồi chị. Dạ. Sao em gái tự đánh giá nãy giờ yêu cầu bên đây đưa ra em được bao nhiêu phần trăm rồi em gái?
Dạ 80% anh. 80% hả? Dạ. Còn 20% còn lại là gì? Là để nhìn mặt coi sao, trời dễ thương. Ví dụ anh bên đây anh hợp với em rồi, anh muốn tiến tới thì khoảng bao lâu em đồng ý? Nếu mà ok thì em cưới lúc 27 và có con lúc 28. Hoặc là em có con lúc 28 luôn. Cái đó là tương lai của em. Nói chung là mong muốn có đứa con. Đúng rồi. Rất bản lĩnh. Đó, em nghe hết rồi ha. Trời ơi, dữ quá. Có cách nào vỗ béo cho cô bên này không? Dạ có chị, bình thường chị. Em là muốn nhân viên PT cá nhân mà chị. À, nguyện vọng của cổ là muốn là lấy chồng hoặc là sanh con trước 28 thì ý em sao? Dạ thì bây giờ mình cứ tìm hiểu trước đi, rồi xong rồi có duyên có nợ với nhau thì sẽ tiến tới xa hơn. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Lừa dối. Dạ, tại em đã trải qua rồi nên em biết. À, em có thích sống thử không? Dạ không. Người ta cho thử cũng không luôn? Không. Chắc không? Dạ. Cái mặt nhìn gian lắm nha. Thiệt đúng không? Dạ, nhà em khó lắm chị. Khó lắm phải không? Rồi. Đám cưới rồi mới đẻ nha em. 27 tuổi đám cưới, 28 tuổi đẻ là đẹp rồi đó. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với lại chị của em ạ. Chị ruột á hả? Dạ, chị họ. Chị họ rồi, cho gặp chị cái. À, em chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào Quyền chị. Cùng quý vị khán giả. Thấy em gái bên đây sao? Dạ, em thấy em gái bên này nói chuyện cũng... cũng dễ thương hết à. Thì bây giờ hai em cho nhau cơ hội đi tìm hiểu nhau rồi đánh với nhau. Cảm ơn chị. Cho em hỏi là ở Kha, anh Kha ở nhà khi mà anh nóng giận á thì anh thường sao chị? Cũng hiền lắm, tội lắm, biết sống lắm. Cũng dễ thương. Xin rồi, cảm ơn chị. Sức khỏe ạ. Em đi với ai? Dạ em đi với là bạn thân với lại đồng nghiệp cũ của em. Rồi chào chị gặp bạn em rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là chị đồng nghiệp của bé Trang. Thì bé Trang đối với em á là theo như em nhận xét thì bé là một người rất là vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là bé Trang rất là có nghị lực sống á chị. Rất là chịu khó. Về anh trai bên đây thì anh rất là man, cũng hiền, nói chuyện thì cũng chân thật á. Hai bạn thật sự chân thành và nghiêm túc thì hãy cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Rồi, kéo rào. Dạ, em chào anh ạ. Anh tặng em. Cảm ơn anh. Với lại một món quà của anh á là thể dục. Anh tặng em cái dụng cụ này để em có thể em tập luyện ở nhà. Trời, em không có kinh nghiệm tập mấy cái này luôn á. Cái này làm sao anh? Anh có thể anh hướng dẫn cho em cũng được. Em cái này tăng đùi và tăng vòng mông của mình. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em muốn không anh hướng dẫn cho em tập luôn? Được không chị? Được, được. Em là cần phải tăng đều. Dạ. Đầu tiên động tác squat á, em có thể tập ở nhà. Em gắn cái này vô, trong ngay cái đùi của em. Phần đùi dang động phần chân, đứng dang động bằng vai ha. Ngực vẫn thẳng cho anh. Phần mông em đẩy ra đằng sau, xuống quát 1. Xuống 2. 3. 4. 10 cái, 4 hiệp vậy cho anh ha, mọi động tác. Dạ cảm ơn anh. Rồi, ok. Cái đó tập cho ốm đó, cái trường tập lộn đó. Tập cho còn 29 kg đi. Em đừng các em khoái kiểu này nè. Tại vì em mê chai mà nếu bạn em nên mấy đứa bạn em thân em nói là em không có cửa với chai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới chai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Đâu cho cô coi cái muối cái coi, dán cái bụng lên coi. Hiện cái muối là một muối. Một muối rồi chị, còn bốn muối mờ thôi à chị. Xén xíu coi. Em bóp vô cơ coi. Thiệt luôn á. Thôi xỉu xỉu ngồi đi để xỉu à cưng. Đó, hai người nói chuyện thoải mái đi. Em hôm nay em có một bài hát muốn tặng cho anh. Thì em xin hát bài Cô Gái Mít Năm 2. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tinh dân trần. Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với anh. Bao điều rằng em đã thương anh nhiều, yêu anh từ lâu anh biết chăng. Em tự tin theo nét riêng chỉ cần một mét năm tám, nhưng sao đã yêu dịu dàng đôi môi thâm duyên nụ cười.
Thôi thì là duyên nếu người thân thì tôi sẵn thưa chuyện mẹ cho xin được đến vợ chồng. Thương anh để lâu nên nỗi sầu nay nói ra cho hết đau đầu. Dạ xin hết ạ. À, tâm sự đi. Thời gian anh đi làm về thì một ngày anh làm mấy tiếng hồ? 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. 5 giờ sáng đến 9 giờ tối thì có mệt không anh? Anh có mệt không? Anh được nghỉ trưa được 12 giờ anh về, anh nghỉ trưa tới 3 giờ chiều anh vô làm tiếp ca. Công việc của anh là có stress nhiều không anh? Dạy cũng bình thường thôi, mình có điều mình mệt mình nói chuyện thôi. Với lại những cái lúc mà giai đoạn thi đấu á, nó mệt giả người lắm. Tại khi mà xiết người xuống rồi nọ là cơ thể của mình nó hoàn toàn là anh có bị tán tỉnh nhiều không? Làm sao để anh không có bị do mình dao động bởi những cái đó? Do mình thôi. Ví dụ mà mình cứng thì không có chuyện gì xảy ra hết. Tính em nó hơi nóng á, kiểu là người ngoài á, bạn bè thì em rất là vui vẻ, nhưng mà người thân em rất, đôi khi em thể hiện cái nóng của em ra luôn. Nhưng mà anh chỉ cần ôm em vào lòng, hoặc là anh nữ mà đừng nữ em hay nhõng nhẽo, em hay giận dữ bâng quơ. Nói chung là đàn ông nhẹ nhàng thì bảo cấp 12, 11 gì cũng xìu hết trơn á. Chỉ là thương thiện. Dạ anh có muốn hỏi em gì không? Em muốn em Tám có con à? Đúng rồi. Cái này với lại một phần nữa anh thấy á, mình xác định trước cũng không được, cái này là do chờ cho đúng của rồi. Mình tại cái hướng ở đây mình vậy thôi. Bạn bè anh á cũng tính toán đồ bè nọ, rơi điểm rớt rồi này nọ mà cũng không thành, không có là không có. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ em muốn ảnh biểu diễn thể hình cho em coi không? Ok chị. Ok chị. Em đợi nãy giờ đó mà em ngại quá em không dám nói. Biểu diễn cho cô coi đi, là cô quyết định cô có bấm nút chọn em hay không. Dữ lắm luôn á. Em đã có thi đấu lần nào chưa? Có giải thưởng gì chưa em? Dạ em vừa đánh giải tháng 5 vừa rồi, Men Physics của Liên đoàn Thành phố Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em được top 15 của. Quá dữ rồi ha. Rồi thôi được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta quyết định bấm nút hay bấm các bạn. Thỏa mãn rồi ha Cưng ha. Dạ vui. Rồi, vui rồi đó. Phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đó, giờ bắt đầu ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Man không? Man anh. Man thì làm đi. Ổng hôn ổng sướng mà ổng làm cũng như hai tôi đứng đây sướng vậy đó. Đây là chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Tại vì em trai mà nếu bạn em, mấy đứa bạn thân em nói là em không có cửa với chai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới chai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Trời, nó cứng thiệt á chị. Thiệt luôn á. Thôi xỉu xỉu rồi, ngồi đi để xỉu rồi Cưng. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả ạ. Em là Võ Trường Kha, năm nay 28 tuổi. Hiện tại là em làm nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình PT ạ. Và vẫn là vận viên thi đấu. Làm ở đâu? Dạ em làm ở bên quận 7 ạ, và quận 4. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ em ở người Sài Gòn ạ. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào MC Quyền Linh và chào tất cả các khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, hiện tại em 24 tuổi. Em là hiện tại là sale du lịch ở tại công ty Thanh niên Thời Đại và em cũng kiêm làm visa luôn. Quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Ninh Thuận, hiện tại em đang ở quận 3. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em đó là em vui vẻ hòa đồng, hơi tưng tửng. Với lại em biết lắng nghe người khác đó chị. Em rất là dễ cảm thông cho người khác, sống tình cảm. Còn điểm yếu của em á là hơi tưng tửng. Cũng là nó, nhưng mà cái yếu nhất của em á là hơi hay quên, bị não cá vàng. Và cái cấp độ của em á có thể là quên trong 5 giây.
tức là nói xong em tự tay này em lọt tay khác, và đôi khi nó còn bị lãng lãng. Bạn gái nhớ tên bạn nam không? Thì đó em nói rồi. Hỏi lại đi, từ giờ tới cuối chương trình cho hỏi 10 lần á. Anh hàng xóm ơi. Ơi em. Anh tên gì vậy? Võ Trường Kha em. Anh Kha hả? Đúng rồi em. Dạ em sẽ ghi nhớ. Rồi em hỏi ảnh đi, anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Anh ơi, hiện tại thì anh thích cái gì nhất vậy anh? Anh chỉ thích chơi thể thao thôi chứ anh cũng không biết nhờ cái gì hết. Trời ơi, chị vận động viên của người ta đó. Em phải chạy sống của anh luôn á. Dạ anh đang khả là anh còn có một mối duy nhất nè em. Không phải. Ủa hả? Cái gì vậy? Anh đang xả người ra, anh còn có một mối duy nhất à. Ủa kỳ vậy chị? Giờ anh đang lên là định 90kg á. Hiện nay là em đang nhiêu ký? Dạ em đang 81kg chị. 81 mà giờ em muốn lên nhiêu? 90 chị. 90 thì em làm sao? Dạ ăn ăn nhiều chị. Ủa lên thì chi vậy em? Dạ cho nó dưỡng cơ em á anh. Rồi xong mà tính hồi thi đấu á em sẽ xiết xuống lại 20kg. Thôi thôi. Dạ. Xuống 20kg thì dạ. Bao nhiêu lâu mới xuống được 20kg? 3 tháng anh. Mai em chỉ anh nha. Bỏ đi anh Linh ơi. Ngoài cái ưu điểm đó là em còn ưu điểm nào nữa không Kha? Em không biết tố, không rượu và cũng biết nấu ăn nè. Chiều chuộng bạn gái số 1 chị. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình anh. Lâu chưa? Một mối tình đó là em quen từ lúc đi học là 7 năm. Một mối tình là quen là cũng gần 1 năm. Giờ quên hết chưa? Dạ người đó phản bội em. Phản bội là quên liền à? Mệt bỏ đi. Em bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình học sinh thì không tính đi. Rồi. Rất là dễ thương. Mối tình sâu sắc nhất của em là gần 5 năm. Em chia tay cách đây 5 rồi. 5 năm mà tại sao phải chia tay cơ? Tại vì gia đình em trải qua nhiều biến cố á. Họ thương em, họ không có phản bội em giống như anh kia. Nhưng mà họ không có chịu được cái sự khó khăn cùng nhau. Ta nói là yêu nhau thì cay đắng ngọt bùi cũng chịu, hạnh phúc phải sẻ chia. Thì họ chỉ hạnh phúc thôi, đôi khi á những cái vất vả này nọ thì họ không chịu được. Mẫu người bạn trai của em mong muốn là người như thế nào? Em thích bạn trai cao hơn em ít nhưng mà 1m7. Tại vì em thích mang giày cao gót như vậy nè. Cao hơn em chút xíu. Anh cao 1m7 à? À vừa đúng 1m7 luôn. Đủ chuẩn ha. Đủ chuẩn, đủ chuẩn. Vẻ ngoài nhìn hiền lành, sáng sủa, dễ nhìn một chút xíu. Còn về tính cách á, thì em không thích cái điều đầu tiên anh như anh nói là em không thích thuốc. Anh là đã uống rồi. Em cái mùi thuốc em rất là dị ứng luôn á. Em không chịu được và đôi khi em phải làm lố cái đó lên. Giờ bữa nay em hên rồi đó. Hên. Em kết cái nữa là anh biết nấu ăn. Em cũng biết nấu ăn, em không có nấu ăn được ngon như là nhà hàng hoặc là trình bày đẹp mắt. Nhưng mà em có thể lo cho ảnh cái bữa cơm hàng ngày. Rồi. Đó là điều em rất là tự tin. Tốt. Dạ. Bên kia em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ thì em tìm mọi người bạn gái là dễ thương, hiền, rồi trung tình là được rồi chị. Có cái mẫu người lý tưởng không em? Về vóc dáng ngoại hình. Vóc dáng thì em cũng không đòi hỏi cao bình thường thôi chị. Chỉ quan trọng là tạo cho nhau một niềm tin, tạo hạnh phúc cho nhau là được rồi. Kính trọng người lớn mà ở nhà thôi là được rồi chị. Rồi. Dạ. Sao em gái tự đánh giá nãy giờ yêu cầu bên đây đưa ra em được bao nhiêu phần trăm rồi em gái? Dạ 80% anh. 80% hả? Dạ. Còn 20% còn lại là gì? Là để nhìn mặt coi sao. Trời dễ thương. Ví dụ anh bên đây anh hợp với em rồi, anh muốn tiến tới thì khoảng bao lâu em đồng ý? Nếu mà ok thì em cưới lúc 27 và có con lúc 28. Hoặc là em có con lúc 28 luôn. Cái đó là tương lai của em. Nói chung là mong muốn có đứa con. Đúng rồi. Rất bản lĩnh. Đó em nghe hết rồi ha. Trời ơi dữ quá. Có cách nào vỗ béo cho cô bên này không? Dạ có chị, bình thường chị. Em là muốn nghệ nhân VT cá nhân mà chị. Nguyện vọng của cổ là muốn là lấy chồng hoặc là sanh con trước 28 thì ý em sao? Dạ thì bây giờ mình cứ tìm hiểu trước đi. Rồi xong rồi có duyên, có nợ với nhau thì sẽ tiến tới xa hơn. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Lừa dối. Dạ, tại em đã trải qua rồi nên em biết. Em có thích sống thử không? Dạ, không. Người ta cho thử cũng không luôn? Không. Chắc không? Chắc. Cái mặt nhìn gian lắm nha. Thiệt đúng không? Dạ, nhà em khó lắm chị. Khó lắm phải không? Rồi. Đám cưới rồi mới đẻ nha em. 27 tuổi đám cưới, 28 tuổi đẻ là đẹp rồi đó. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với là chị của em ạ. Chị ruột á hả? Dạ, chị họ. Chị họ rồi, cho gặp chị cái. Em chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào Quyền chị. Cùng quý vị khán giả. Thấy em gái bên đây sao? Dạ, em thấy em gái bên này nói chuyện cũng... cũng dễ thương hết à. Thì bây giờ hai em cho nhau cơ hội đi tìm hiểu nhau rồi đánh với nhau. Cảm ơn chị. Cho em hỏi là ở Kha, anh Kha ở nhà khi mà anh nóng giận á thì anh thường sao chị? Cũng hiền lắm, tội lắm, biết sống lắm. Cũng dễ thương. Rồi cảm ơn chị. Chúc chị sức khỏe ạ.
Em đi với ai? Dạ em đi với là bạn thân với lại đồng nghiệp cũ của em. Rồi chào dạ. Chị gặp bạn em rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là chị đồng nghiệp của bé Trang. Thì bé Trang đối với em á là theo như em nhận xét thì bé là một người rất là vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là bé Trang rất là có nghị lực sống á chị. Rất là chịu khó. Về anh trai bên đây thì anh rất là man, cũng hiền, nói chuyện thì cũng chân thật á. Hai bạn thật sự chân thành và nghiêm túc thì hãy cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Rồi, kéo rào. Dạ, em chào anh ạ. Anh tặng dạ, em. Dạ, cảm ơn anh. Với lại một món quà của anh á là thể dục. Anh tặng em cái dụng cụ này để em có thể em tập luyện ở nhà. Trời, em không có kinh nghiệm tập mấy cái này luôn á. Cái này làm sao anh? Anh có thể anh hướng dẫn cho em cũng được. Em cái này tăng đùi và tăng vòng mông của mình. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em muốn không anh hướng dẫn cho em tập luôn? Được không chị? Được, được. Em là coi sẽ tăng đều. Dạ. Đầu tiên động tác squat á, em có thể tập ở nhà. Em gắn cái này vô, trong ngay cái đùi của em. Phần đùi, dang động phần chân, đứng dang động bằng vai ha. Ngực vẫn thẳng cho anh. Phần mông em đẩy ra đằng sau, xuống squat. Một, xuống, hai, ba, bốn, mười cái, bốn hiệp vậy cho anh. Dạ. Mọi động tác. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, ok. Cái đó tập cho ốm đó, cái trường tập lộn đó. Tập cho còn 29kg đi. Em đừng các em khoái kiểu này nè. Tại vì em mới chai mà nếu bạn em nên mới đưa bạn em thân em nói là em không có cửa với chai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới chai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Đâu cho cổ coi cái muối cái coi, dán cái bụng lên coi hiện cái muối. Là một muối. Một muối rồi chị, còn bốn muối mờ thôi à chị. Xén xíu coi. Em bóp vô cơ coi. Wow. Thiệt luôn á. Nó xỉu xỉu ngồi đi để xỉu à cưng. Đó, hai người nói chuyện thoải mái đi. Em hôm nay em có một bài hát muốn tặng cho anh. Thì em xin hát bài Cô Gái Mít Năm 2. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tiếng dân trần. Người đã khiến tôi thần thờ, cho ngày qua tôi thân thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với anh. Bao điều rằng em đã thương anh nhiều, yêu anh từ lâu anh bình chẳng. Em tự tin theo nét riêng chỉ cần một mét năm tám, nhưng sao đáng yêu dịu dàng đôi môi thâm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên nếu người thuần thì tôi sẵn. Thưa chuyện mẹ cho xin được nến vợ chồng. Thương anh đã lâu nên nỗi sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Dạ xin hết ạ. Thôi tâm sự đi. Thời gian anh đi làm về thì một ngày anh làm mấy tiếng hồ? 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Thì có mệt không anh? Anh có mệt không? Anh được nghỉ trưa được 12 giờ anh về. Anh nghỉ trưa tới 3 giờ chiều anh vô làm tiếp ca. Công việc của anh là có stress nhiều không anh? Dạy cũng bình thường thôi. Mình có điều mình mệt mình nói chuyện thôi. Với lại những cái lúc mà giai đoạn thi đấu á, nó mệt giả người lắm. Tại khi mà xiết người xuống rồi nọ là cơ thể của mình nó hoàn toàn là anh không có bị tán tỉnh nhiều không? Làm sao để anh không có bị do mình dao động bởi những cái đó? Do mình thôi. Ví dụ mà mình cứng thì không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Tính em nó hơi nóng á, kiểu là người ngoài á, bạn bè thì em rất là vui vẻ, nhưng mà người thân em rất, đôi khi em thể hiện cái nóng của em ra luôn. Nhưng mà anh chỉ cần ôm em vào lòng hoặc là anh nữ mà đừng nữ em hay nhõng nhẽo em hay giận dữ bâng quơ. Nói chung là đàn ông nhẹ nhàng thì bảo cấp 12, 11 gì cũng xìu hết trơn á. Chỉ là thương thiện. Dạ anh có muốn hỏi em gì không? Em muốn em tắm có con à? Đúng rồi. Cái này với lại một phần nữa anh thấy á, mình xác định trước cũng không được, cái này là do chờ cho đúng của rồi. Mình tại cái hướng ở đây mình vậy thôi. Bạn bè anh á cũng tính toán rồi về nọ, rơi điểm rớt rồi nọ mà cũng không thành, không có là không có. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ em muốn anh biểu diễn thể hình cho em coi không? Ok chị. Ok chị. Em đợi nãy giờ đó mà em ngại quá em không dám nói. Biểu diễn cho cô coi đi, là cô quyết định cô có bấm nút chọn em hay không.
cho cởi áo là to dữ lắm luôn á. À, em đã có thi đấu lần nào chưa? Có giải thưởng gì chưa em? Dạ, em vừa đánh giải tháng 5 vừa rồi, Men Physics của Liên đoàn Thành phố Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em đều top 15 của... Quá dữ rồi ha. Rồi, thôi được rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta quyết định bấm nút hay bấm các bạn. Thỏa mãn rồi hả Cưng ha? Dạ, vui. Rồi, vui rồi đó. Phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Đó, giờ bắt đầu ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Man không? Man anh. Man thì làm đi. Ông hôn ông sướng mà ông làm giống như hai tôi đứng đây sướng vậy đó. Đây là chiếc vé xem phim của Cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn.